cho các bạn. Đây là khu trưng bày những bức tường ở núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Tất cả đều làm bằng đồng. Một sàn rất là sáng bóng và sạch sẽ, và chúng ta có cảm giác như là thật là nhiều tượng, và mỗi một bức tượng đều có hai bức y chang nhau luôn. Hiện tượng vật lý đó là phản xạ ánh sáng. Ý tưởng này thì bắt nguồn trên các dòng sông quê á, mình sẽ thấy là bóng cây tỏa bóng mát xuống các dòng nước phẳng lặng. Và đây cũng là hiện tượng phản xạ ánh sáng khác nha. Mình nhìn thấy mình trong cái thìa, và khi mình quay ngược cái thìa lại thì mình cũng thấy mình, và nó cũng lộn ngược hình ảnh lại. Nhưng mà hình ảnh thì xấu quá à. Cả hai cái hình ảnh này đều là phản xạ ánh sáng. Tuy nhiên thì nếu như bề mặt là mặt phẳng thì chúng ta có hình ảnh to và cao đúng như hình ảnh thật luôn. Còn nếu như mặt phẳng không phẳng thì nó sẽ nhỏ hơn, hoặc là nó sẽ bị méo mó đi. Khi mà hình ảnh mà như thế này thì người ta gọi là phản xạ khuếch tán, tức là những hình ảnh không còn rõ nét nữa mà nó bị vỡ ra và bị nhiễu đi. Ánh sáng á, bình thường á, là nó sẽ đi thẳng, nhưng mà khi mà nó gặp vật cản thì nó sẽ bị lộn ngược lại, hay còn gọi là phản xạ. Phản ở đây là tạo phản, còn xạ ở đây là chiếu sáng nha. Đặc biệt là gương phẳng thì nó sẽ phản xạ rất là đẹp, rất là cân đối. Tia sáng á, mà chiếu tới thì người ta gọi là tia tới. Còn cái tia mà hất lên như thế này thì người ta gọi là tia phản xạ. Nếu mà chúng ta vẽ một cái đường thẳng vuông góc đến cái bề mặt gương á, thì sẽ có một cái quy luật mà kinh khủng xảy ra ở đây. Đó chính là góc tới sẽ bằng góc phản xạ. Và điều này luôn đúng nha. Đúng tại Việt Nam, đúng ở Pháp, đúng ở Mỹ, và đúng ở tất cả mọi nơi trên thế giới và cả ngoài vũ trụ luôn. Vậy thì tại sao mà cái phản xạ này nó có thể tạo ra cái hình ảnh của chúng ta? Thì nha, bây giờ ví dụ nha, có một cái điểm, thì khi mà ánh sáng chiếu tới á, thì nó sẽ bị hất ngược lên. Ok nha. Nhưng mà ánh sáng thì chúng ta có nhiều tia sáng, và tia sáng thứ hai cũng sẽ chạm đến cái bề mặt gương và cũng bị hất ngược lên. Và cái ánh sáng này á, nó sẽ có những cái đường chấm kéo thẳng ở đây. Thì cái điểm hai cái đường chấm này nó gặp nhau ở đâu á, chính đó chính là cái ảnh của cái điểm đó qua cái bề mặt gương phẳng. Cứ như thế thôi, mình có nhiều điểm thì mình cũng sẽ vẽ y chang như vậy, và mình tìm được cái điểm thứ hai. Và bên đây có bao nhiêu điểm thì ở bên kia có bấy nhiêu điểm. Các bạn nào mà học mà toán mà được 5 điểm trở lên á, thì có thể chứng minh được rằng hai cái tam giác này là hai cái tam giác vuông bằng nhau. Thì mình sẽ suy ra là cái đoạn thẳng SH này nó sẽ bằng với đoạn thẳng HS'. Là mình muốn vẽ một cái ảnh nào qua gương phẳng thì mình làm cả triệu điểm như thế này à. Tại vì là phản xạ ánh sáng nó có quy luật, không phải vẽ những cái đường ánh sáng chi cho nó phức tạp. Chúng ta cần chỉ vẽ đối xứng qua cái gương phẳng là chúng ta có ngay cái hình ảnh của cái vật nha. Người cổ đại ngày xưa thì người ta đã biết là sử dụng ánh sáng để chiếu vào những hang động tối và những cái căn hầm tối ở phía sâu. Người ta để những cái chiếc gương ở những cái vị trí như thế này ha. Chúng ta soi gương á, chúng ta sẽ nhìn thấy chính chúng ta ở trong gương. Cái gương chính là một mặt phẳng nhẵn bóng. Nên là nếu như mà chiếc gương quá nhỏ thì chúng ta cũng chỉ nhìn thấy một phần của cơ thể, chúng ta không có thể nhìn được toàn bộ cơ thể. Và muốn nhìn toàn bộ cơ thể thì một là chúng ta phải đứng thật là xa cái gương ra, hai là cái gương nó phải to bằng chính con người của chúng ta thì mới nhìn thấy hết cơ thể của chúng ta nha. Và một điều thú vị nữa cho các bạn đó là ảnh mà nhìn qua gương phẳng thì là ảnh ảo. Ảnh ảo có nghĩa là không hứng được trên màn chắn, không áp dụng trong cái máy ảnh được. Tại vì nếu mà nó có hứng được ở trên màn đâu mà chúng ta có được cái ảnh để chúng ta chụp ra, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ tóm tắt lại một số điều thú vị của bài học. Tất cả các hiện tượng này chính là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Hiện tượng mà ánh sáng bị hắt trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn bóng gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Còn nếu như bề mặt đó mà phẳng thì chúng ta sẽ gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng qua gương phẳng. Đây chính là tia tới và đây là tia phản xạ lại.
đường gạch 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 này chính là tia pháp tuyến. Tia này sẽ luôn luôn vuông góc với bề mặt của gương phẳng, góc tới và góc phản xạ bằng nhau. Khi mà gương phẳng bị nhiễu loạn, khi mà bề mặt bị rung động thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh bị nhòe đi, bị vỡ ra, thì lúc này gọi là phản xạ khuếch tán. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo nha, và nó không hứng được trên màn. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có độ lớn bằng vật, khoảng cách từ ảnh đến gương phẳng bằng khoảng cách từ vật đến gương phẳng. Và chúng ta hãy xem lại một lần nữa cách vẽ ảnh của một điểm. Chúng ta có cách dựng ảnh nhanh hơn, đó là vẽ đối xứng ảnh qua gương phẳng. Các bạn chỉ cần vẽ vuông góc và vẽ những đoạn thẳng bằng nhau là xong. Bài học thì kết thúc rồi, và nếu như các bạn còn cái câu hỏi nào thì các bạn có thể viết dưới phần bình luận nha, hoặc là đi hỏi những người xung quanh. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hãy like và share cho bọn mình nha. Bye bye.